tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Helen. Hôm nay là ngày Black Friday, ngày thứ sáu đêm tối. Nghĩ tới ngày này thì chắc tất cả mọi người đừng nghĩ tới hai điều, đó là giảm giá cực kỳ mạnh và mọi người chen lấn xô đẩy nhau đi mua sắm. Ngày Black Friday là ngày thứ sáu ngay sau ngày lễ tạ ơn, là ngày mọi người được nghỉ lễ, cho nên là sẽ tranh thủ nhau đi mua sắm vào lúc này. Mình nghĩ là cũng lợi dụng cái điều này, cho nên tất cả các cửa hàng đã cố gắng sale sập sàn. Họ sẽ tung ra hết những cái món đồ của mùa cũ, giống như là dọn sạch cửa hàng vậy đó, để có chỗ để họ sẽ tung ra được hàng mới và là Giáng sinh. Mình nghĩ là các bạn ở Việt Nam chắc cũng tò mò, không biết là ngày lễ Black Friday sẽ diễn ra thế nào, mọi người sẽ chen lấn xô đẩy nhau ra sao. Thì hôm nay Hiền cũng cố gắng tranh thủ nhau đi chen lấn chen chúc nhau để làm cái clip cho các bạn coi ngày thứ sáu đêm tối ở Mỹ thực sự diễn ra thế nào nha. Bọn mình đang đi tới một cái mall, mình nói với các bạn đang đi tới một cái mall tên là Winfield Mall. Cái mall này nó mở Black Friday hơi bị sớm, là hôm qua đã mở rồi, từ 5 giờ chiều nó mở tới 12 giờ đêm luôn, sau đó đóng cửa tới 6 giờ sáng nó mở lại. Bây giờ mình đang đi là bây giờ là 9 giờ rồi, cho nên chắc là cảnh nhèo vô chắc cũng không thấy. Nhưng mà năm ngoái mình đi giờ này nó cũng rất là đông các bạn, và mình đã chuẩn bị cái đi thì chuẩn bị rất là kỹ lưỡng nha. Mặc đồ thoải mái, mang giày thể thao nha, và mang theo một cái vali để đựng đồ, bởi vì cầm đồ nhiều rất là mệt. Bây giờ mình đang đi vào Macy. Đồng phục dài, đồng phục dài, nhào vô cũng thôi, dễ thương không? Đây là Macy đang sale các bạn, giảm giá quá trời nè. Levi nè. Đi làm bao nhiêu? Mọi người cứ muốn mua gì cứ mua đi. Morning. Coca-Cola. Đây là đôi gì vậy anh? Đây là giày gì vậy? Hả? Đây là giày gì? Jordan. Jordan hả? Nike. Jordan. Bây giờ phải get line tính tiền. Một cái line rất là dài mọi người, mình nghĩ nhất phải đợi ít nhất là nửa tiếng hoặc hơn nửa tiếng mới tính tiền. Line dài lắm. Một tiếng mọi người. Tưởng là đợi khỏi nửa tiếng để xếp hàng tính tiền mà cũng đợi một tiếng, nhưng tính tiền sao. Mà mấy ngày này phải như vậy. Victoria's Secret nó mở bên ngoài luôn vậy. Nước hoa gì đó. Dễ thương hả? Đang muốn mua cái quần legging của Garage, nó có quần đẹp lắm. À cái đấy được nè. Nên nè, cái này mặc ở trong cái ấy á. Đẹp. Bao nhiêu? 19 đồng. 19 đồng 30 phần 5 đó. 6 đồng. Bao nhiêu 5 everything hả? Hả? Dạ, everything. Em sẽ S mặc vừa không ha? Là cái Garage có mấy cái quần legging rất là đẹp.
rất là thoải mái, mà đi dịp năm sale bình thường nó không có sale, hôm nay mua luôn. Và cùng cái like rất là đông để tính tiền mẹ ơi. Pachama. Là một cảnh xếp hàng rất là dài tiền, nhưng mà hôm nay mua nó mua cái tàu Sierra Spirit 75 năm phải để cho tặng cái túi này, cho nên đang hiện nay đang kiếm thêm 10 món để mua được tặng cái túi. Hôm mà 30% off entire store, đây là kẻ do giảm 30% luôn. Bây giờ đi market mall. Đồ của em thích này em ơi, em có coi đang coi vlog không? Sale kiểu mới á, new collection á, vậy thôi à? Vậy thôi. Nhưng mà rất là dễ dơ nha, dễ dơ anh mới là dễ dơ rồi nè, dễ dơ mới dơ. Anh nhìn lên mặt trước nè, chưa giờ dơ đâu, dễ dơ quá. Tìm cái đẹp nhé. Buy one, get one 50% off. Urban Outfitter. Cho nè, cái này để bảo vệ môi trường, mình uống cho mình dùng lại. Ông hút, hút bằng bằng sắt, nhưng mà cái này nó không năm có bể được. Bao nhiêu bộ ta? Buy one, get one 50% off. Người em tên một bên chỗ kia nó bán mua 2 tặng 1 kìa. Qua nào? Bên yeah. Cái bán mũ mấy loại này luôn nè, bán nhiều mũ hôm nay nhiều luôn. À bên chỗ lít đó hả? Ờ à, lít. Nhưng mà cái mũ nó phải cái form nó đúng này mới chị. Mũ nó treo lên trên nhìn vui đó hả? Hàng thứ hai là bán hả ta? Yeah. Limited edition nha. Ok. Anh cái này AirPod case nè, các đủ thứ luôn rồi, bán quá luôn mày. Cái gì vậy? Quay cái này phải dài hả? Cái khác cái là nó có tiền go. Dễ thương mấy ra. Dễ thương hả? Không có thích thuốc không? Muốn đi qua coi, trời nó đông quá. Uniqlo Wood American Eagle. Được, plan hôm 25 năm nè. Cái đồ nó ra bên đây mà thỉnh gì không? Đó, vậy thôi. Ủa vậy hả? Ai nói? Có hoa dưỡng chế. Cảm thấy như đang đi trên chiến trường vậy các bạn. Chúng ta đi. Vừa hốt được một đôi giày của hiệu gì thì không biết nữa. Renko Cycle. Không biết đó, không biết vừa size mình năm nữa. Không thấy xong lấy lại size 8 rưỡi chị coi. 8 rưỡi lận á. Bị bự. Ngoài 8 rưỡi. Chị mang chị, mang số tay. Này 8 rưỡi lận. Cái này đôi này bự. Có cái đẹp không? 6 rưỡi. Tôi lấy lộn 7 rưỡi.
Thấy đẹp không? Không quay cái được không? Đẹp. Đẹp đúng không? Ừ, đẹp. Ờ đúng rồi, em tới em soi gương thử nhìn lại ra sao. Ờ nó bự quá thôi nữa. Trời nó bự quá à. Thì nghĩ phải là một hai size nhỏ hơn á. Người mua sắm thì đông nhưng mà không thấy nhân viên thôi, các bạn muốn hỏi thì size đôi giày nhỏ hơn mà không thấy ai để hỏi hết. Đôi giày này đúng ý mà bự quá. Nó giảm là còn 142 đồng mà giảm 40% nữa. Con này đã giảm 40% nữa lắm. Khoảng cỡ nhiêu ta? Còn 70 đồng. 80 đồng. Đây là hiệu Coach. Đây mỗi lần tính tiền phải xếp hàng dài nha các bạn. Michael Kors cũng 50% off luôn. Hai đẹp này ok. Hầu như là cái hãng này nó cũng giảm ít nhất 50% hết đó các bạn. 50% tới 70% luôn. Nhưng mà có ví dụ như Michael Kors nhận cái bộ sưu tập mới thì nó không có giảm. Đẹp vậy. Thơm lắm. Đẹp đấy. Thôi hỏi bao nhiêu tiền? Của em mua là nguyên một cái set nhỏ này là 150. 150 hả? Không có tên chị trong đó đó nghe tin hả? Nước hoa bây giờ ngày lễ nó sẽ bán những cái nó gói thành hộp quà như này nè. Nó có luôn cái package, có cái túi đựng rồi mỹ phẩm thôi luôn nè. Đẹp quá ha, quà XL. Cái hũ đẹp quá ha. Thôi. Dễ thương không? Cái set son đủ màu mà nó có kim tuyến hả ta? Hình như là cái kiểu á. Cái nắp thôi đúng không? Bao nhiêu tiền cái set này vậy? Có kỳ cái. Em có một con bẻ là make up á. Cái này em hai cái tặng nhiều vài cái chỉnh tiền. Nó có ánh nhũ một hai cái cây vậy. Mấy cái ánh nhũ á. Ở đó ai đây đâu thiệt. Hả? Người ta bán gì ta? Lạ quá, không một người luôn á. Hả? Phải không? Kiểu nó vậy á. Yeah. Lâu lâu mình làm giá làm con nít. Ok, áo đẹp này giàu. Áo khoác đẹp á. Trời ơi, mất nhiên rồi. Từ từ lại đi, cái gì không được rồi, không được rồi. Áo đẹp á, thử áo đó đi. Không được rồi nha. Đẹp không? Mặt đẹp hơn Mera Khan. Mera Khan này thôi lùng vậy ta. Mera Khan cho người lùng. Con gái là đẹp không? Cái này là đẹp. Cái này là Wi-Fi $4. Ờ, em phải chẳng. Vô kìa. Do not touch. Đẹp quá. Còn cái ông lọc mang ở trên đầu vậy luôn. Mang mấy cái tay tuần lọc quá vậy. Thích cái bà đó, bà đeo cái đèn kìa. Dạ mà. Banana Republic. Designer perfume. Buy one get one 50% off.
50% off. Đi mua nước hoa về tặng cho các bạn. Các bạn biết quà của các bạn sẽ là gì rồi đó. Đây nè, cái đây nè. Cái mà hình như đấy có con trai của Hiền là cái này nè, Gucci Guilty nè. Cái mà em nói á, Gucci Guilty. Em không dám chắc là mình ở trong á. Trời ơi, em không dám chắc tại sao em nên nói. Ok, dừng lại món gì là ăn món đó. Ăn Italian food. Xin lỗi hết up to 50% off. Hả? Ồ, sao ghê. Ta-da, xong rồi mọi người. Xong một ngày vật lộn với tất cả về thì đã danh được một đống đồ này. Chứ chỉ hôm nay là cái khu hiện tại này cho nên là cố mà cái gì mà nhà mình không quên thử sau. Nếu mà các bạn đã theo dõi và nhớ subscribe kênh channel của mình nha. Gặp lại video sau.